vọng rằng trong một cái buổi gặp gỡ ngắn ngủi hôm nay, nhưng mà có thể nào đó cũng chuyển tiếp với cuộc đời em như thế nào. Ta sẽ chọn những người bạn nào? Bây giờ là tuổi chúng ta là tuổi của bạn, tuổi chúng ta là tuổi của tình yêu. Bây giờ là bạn thì có thể bạn cách thôi, tình bạn này tình bạn là bóng bật vô giá, cần phải được nâng niu cũng gìn giữ như một cách thật cẩn thận với tình bạn, chứ không phải tình bạn đâu phải nước cho nguồn chảy ra đâu đó các bạn. Chứ chừng này mà chưa có người yêu thì người ta nó con bé nó tỉnh, hay là thằng con trai nó tỉnh. Cho nên có người yêu rồi thì yêu sao sao được, yêu sâu cũng được, yêu mờ mờ ảo ảo cũng được, miễn là yêu. Có nghĩ gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hai ngay. Đó tình yêu nhẹ nhàng của lứa tuổi các bạn là tình yêu như vậy đó.